International Queen Việt Nam 2023. Các bạn đã là những thí sinh thể hiện tốt nhất, có những sự phát triển đột phá nhất. Và trong đêm nay các bạn đã tỏa sáng rực rỡ nhất. Cho dù là Diệu Thảo hay Tường San thì chắc chắn các bạn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Miss International Queen Việt Nam 2023. Và trong bất kỳ trường hợp nào, nếu như người chiến thắng cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2023 không hoàn thành được nghĩa vụ của chính bản thân mình, thì First Runner Up sẽ giành quyền đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Ai sẽ là người được gọi tên ở khoảnh khắc này thì sẽ là người đón nhận danh hiệu Miss International Queen Việt Nam 2023. Đó có phải là Tường San hay là Nguyễn Hà Diệu Thảo? Chúng ta sẽ cùng gọi tên cô gái ấy cùng một lúc nhé. Thế mình gọi ai ạ? Anh sẽ đếm 3, 2, 1 và xin mời Nhật Hà đọc tên cô ấy cùng anh nhé. Vâng ạ. Miss International Queen Việt Nam 2023 xin được gọi tên 3, 2, 1 Nguyễn Hà Diệu Thảo. Vâng, như vậy Nguyễn Tường San đã chính thức trở thành First Runner của cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2023. Xin mời giám khảo Hoàng Sông Hà, xin mời cố vấn Thái Hoàng Sơn và First Runner Đại sứ Hoàn Mỹ 2020 Lương Mỹ Kỳ lên trao giải thưởng cho thí sinh đạt giải First Runner Miss International Queen Việt Nam 2023, Nguyễn Tường San. Xin mời Á Hậu Tường Vi sẽ trao sát cho First Runner của cuộc thi MIQ VN 2023. Một lần nữa chúc mừng cho Nguyễn Tường San. Xin chúc mừng Nguyễn Tường San với danh hiệu First Runner Up Miss International Queen Việt Nam 2023. Vâng, xin được cảm ơn Tường Vi, cảm ơn chị Hoàng Sông Hà, cảm ơn anh Thái Hoàng Sơn và chúc mừng cho Tường San đã chính thức ghi danh trở thành First Runner Up của cuộc thi năm nay. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc đón nhận những giải thưởng danh giá. Giây phút đăng quang của Miss International Queen Việt Nam 2023, Nguyễn Hà Diệu Thảo. Chúng tôi xin mời lên sân khấu các vị cố vấn, chị Yoshi, chị Fushia, anh Thái Hoàng Sơn sẽ lên trao giải thưởng cho quán quân của Miss International Queen Việt Nam 2023. So, thank you so much, Yoshi, and thank you so much, Miss International Queen 2022, Fushia. Và ngay giờ phút quan trọng này, Nhật Hà xin được mời lên sân khấu đương kim Miss International Queen Việt Nam 2020, chị Phùng Trương Trân Đài sẽ tiến lên sân khấu để trao vương miện cho người kế nhiệm là Nguyễn Hà Diệu Thảo. Một khoảnh khắc thật đẹp và ý nghĩa, mang lại cho chúng ta những cảm xúc thật tích cực. Nguyễn Hà Diệu Thảo, một đại diện tiêu biểu của cộng đồng LGBTQ+, đã đồng hành cùng với các thí sinh khác để vượt qua rất nhiều thử thách trong Miss International Queen Việt Nam 2023. Và ngày hôm nay, cô là người xuất sắc nhất, là người đã tỏa sáng rực rỡ nhất và được gọi tên Miss International Queen Việt Nam 2023, Nguyễn Hà Diệu Thảo. Và mong rằng với ngôi vị danh giá của MIQVN, Nguyễn Hà Diệu Thảo sẽ viết tiếp chặng hành trình tuyệt vời của cô ấy với những sứ mệnh lan tỏa và sẽ hô vang hai tiếng Việt Nam đầy tự hào trên đấu trường quốc tế tại Miss International Queen. Chúng tôi cũng xin được gửi lời chúc mừng tất cả các thí sinh Miss International Queen Việt Nam 2023. Chúc mừng Master Coach Hoàng Thùy, chúc mừng
các huấn luyện viên cùng với team của mình đã đi đến những chặng cuối cùng của Miss International Film Việt Nam năm nay. Xin được cảm ơn các nhà tài trợ, các đơn vị đồng hành, tất cả những con người đã góp công sức để tạo nên một mùa giải kéo dài trong 3 tháng của MIQVN thật sự thành công và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới không chỉ cộng đồng LGBTQ+ mà còn trong xã hội nói chung. Vâng, và xin kính mời top 3 chung cuộc, chúng ta hãy cùng tiến lên phía trước với tân Miss International Queen Việt Nam 2023 Nguyễn Hà Diệu Thảo. Xin mời Tường San và An Nhi sẽ cùng đến đứng bên cạnh người bạn của mình, Nguyễn Hà Diệu Thảo. Xin được cảm ơn cùng chương trình đài. Vâng, và xin mời Miss International Queen Việt Nam 2023 Nguyễn Hà Diệu Thảo sẽ sải những bước chân đầu tiên của mình trên sân khấu này và mang niềm tự hào của Việt Nam tại đấu trường quốc tế của Miss International Queen 2023. Chung vui cùng Miss International Queen Việt Nam 2023 Nguyễn Hà Diệu Thảo. Thưa quý vị, đây cũng sẽ là những hình ảnh khép lại cho đêm gala của Miss International Queen Việt Nam 2023. Ngôi vị danh hiệu cao nhất cũng đã có chủ nhân và chắc chắn từ đây sẽ là một chặng đường mà Nguyễn Hà Diệu Thảo cùng với tất cả những thí sinh của Miss International Queen Việt Nam lan tỏa tới cộng đồng. Xin được cảm ơn các khán giả đã tới sân khấu của chúng tôi để cổ vũ cho các